Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Sau đây là bộ truyện Đại Thánh Chuyện của tác giả Thuyết Mộng Giả. Tập 248. Chương 2471, ngươi đang đeo cái gì? Mệnh lệnh quân đội này cực kỳ nguy hiểm đáng sợ. Điều quan trọng nhất để xuất khiếu âm thần chính là giữ gìn thân xác của mình một cách ổn thỏa. Nhưng ở bên trong một môi trường tràn đầy thái độ thù địch như vậy, có người tu hành nào lại dám bỏ mặc thân xác của mình chứ? Nếu như Lý Thanh Sơn từ chối, thì đó chính là chống lại quân lệnh và chắc chắn sẽ phải chịu sự sỉ nhục. Hắn có thể chịu đựng được hay không? Nếu chịu đựng được thì tâm tính sẽ gặp khó khăn. Khí thế dũng mãnh và tiến bộ cũng sẽ bị đánh đòn cảnh cáo. Tất nhiên sự tu hành sẽ phải chịu sự tổn hại vô cùng to lớn. Không chịu nổi thì lại càng thêm phiền phức hơn. Ở bên trong Vạn Tượng Tông có thể là cùng sư huynh tranh cãi, nhưng ở trong quân đội lại giống như chống đối quân, đó hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Tại đây, Lý Liệt Hỏa đại diện cho trật tự và luật pháp ở trong quân đội, cùng với xu hướng chung của toàn bộ nhân gian đạo đối kháng với ma vực. Trước mắt của tình hình chung đó, ngươi là long cũng phải cuộn lại cho ta, là hổ thì cũng phải nằm ra cho ta, chỉ hơi phản kháng lại một chút thôi, đó chính là kẻ phản bội. Được. Lý Thanh Sơn không chút do dự đáp lại ngay lập tức, cho dù hắn phải xuất khiếu âm thần, lưu lại cũng chỉ còn là một bộ xác trống rỗng mà thôi. Bất kể ở khu vực kia có cái gì, nhưng cùng lắm thì âm thần sẽ bị hủy diệt, chỉ cần tốn một chút thời gian liền có thể khôi phục lại được như cũ. Hơn nữa, hắn còn dự đoán được rằng Lý Liệt Hỏa tuyệt đối sẽ không bao giờ tới hủy diệt thân xác của hắn, tính tình cùng cách sống của tên này. Dù là muốn hại hắn thì cũng phải kiên cường đối diện, hắn sẽ không sử dụng loại thủ đoạn thâm độc như vậy. Nhưng tất nhiên, nếu như không có sự tự tin này, hắn cũng sẽ không bao giờ có thể chấp nhận được quân lệnh này. Đây là vị trí giới hạn của tất cả những người tu hành, đây có thể được gọi là dương mưu. Lý Liệt Hỏa vô cùng bất ngờ, không nghĩ rằng hắn lại vui vẻ đồng ý đến như vậy. Sư huynh, nếu không còn điều gì khác thì ta xin phép quay về chuẩn bị. Lý Thanh Sơn chắp tay xong thì xoay người rời đi. Lý Liệt Hỏa đột nhiên hỏi, ngươi đang đeo cái gì? Thứ này dù là tu hành giả nào thấy cũng nghi ngờ, vì cái gù này được bện bằng dây đằng. Chắc chắn không phải binh khí hay pháp bảo gì, nếu có đồ gì thì sao không cất vào tu di giới chỉ cho xong cơ chứ? Nhưng không thể cảm giác được chút hơi thở sự sống nào bên trong. Bảo bối, Lý Thanh Sơn trả lời như cũ. Lý Liệt Hỏa không dễ nói chuyện như Cát Hưng, nói, mở ra xem thử. Lý Thanh Sơn nói, đây cũng là quân lệnh sao? Ngươi nói thử xem. Lý Liệt Hỏa hỏi ngược lại. Lý Thanh Sơn đặt gùi xuống, chậm rãi mở ra, mọi ánh mắt đều hấp dẫn lại phía này. Khi thấy bên trong chỉ là một bộ xương trắng đang ngồi cuộn mình bên trong, họ không khỏi thấy thất vọng, đây thì là bảo bối gì chứ? Đây đúng thực là bảo bối của Lý Thanh Sơn, cũng là người duy nhất làm hắn cam tâm tình nguyện đeo trên người. Nếu lần này hắn đã dám tới thì đã chuẩn bị sẵn sàng trong tình huống xấu nhất, đó là trở mặt với Lý Liệt Hỏa. Mặc kệ ngươi là quân đoàn trưởng hay là đại sư huynh, thất phu nổi giận máu văng năm bước, muốn bày ra diện mạo yêu ma thực sự. Gì mà trăm vạn đại quân, gì mà vạn tượng tông chứ, chỉ thoáng chốc là có thể mặc kệ sinh tử đâm một kiếm chí mạng. Nhưng nếu Lý Liệt Hỏa chỉ muốn dùng nhiệm vụ khó khăn để làm khó hắn thì hắn không nhất thiết phải ra tay làm gì. Nhiệm vụ vô cùng khó với người ngoài nhưng với hắn lại dễ như trở bàn tay. Với lại hắn cũng muốn lấy được điểm cống hiến thật nhanh để trở thành đệ tử chân truyền, mà cách nhanh nhất đó là lập quân công. Để cổ vũ các đệ tử tham chiến, Vạn Tượng Tông đã đưa ra phúc lợi rất cao, đặc biệt là ở mặt điểm cống hiến, không ai có thể xóa bỏ được. Cũng vì thế mà Lý Liệt Hỏa và Triều Tiên Kiêu vì tranh cướp vị trí đại sư huynh nên mới lên chiến trường nhiều như vậy. Bỏ xa tam sư tỷ Đái Mộng Phàm đã nhập môn trước từ lâu, bây giờ Đái Mộng Phàm ngay cả tư cách tham gia vào cũng không có. Năm xưa Lâm Huyền cũng nhờ vào nhiều lần xuất chinh tới ma vực, ra trận chém giết ma hoàng nên mới lên tới vị trí đại sư huynh của Vạn Tượng Tông được. Lý Thanh Sơn ở Bách Thảo Viên do tiến bộ quá nhanh khiến đám đệ tử chân truyền sợ hãi, giờ vứt hắn vào chiến trường ma vực thì chẳng khác nào thả hồ về rừng. Đừng nói là đệ tử chân truyền, ngay cả lên ngồi vị trí đại sư huynh cũng có khả năng lắm. Tới lúc đó nhìn lại hai tên đại sư huynh và đại sư tỷ chó má Lý Liệt Hỏa và Triều Tiên Kiêu thì không biết sẽ cho ra vẻ mặt như thế nào. Lý Liệt Hỏa nghẹn cổ họng không thể nói gì. Tuy có thể tìm ra nguyên nhân hắn cố tình làm khó dễ, nhưng lại làm ngược với tính cách của hắn.
hắn muốn trở thành đại sư huynh của Vạn Tượng Tông, có thể dùng nắm đấm để giết người, dùng quyền lực lớn để ép người, nhưng hắn không thể quá bỉ ổi được. Chương 2472, vô lễ. Lý Thanh Sơn khoác gùi sau lưng, sau đó đi ra khỏi cửa lớn trước ánh mắt của các tướng. Sư huynh, đại hán râu quai nón lại nâng bước tiến lên. Áo giáp kêu vang, tên tiểu tử này thật sự rất vô lễ, để ta làm thịt hắn. Chúng ta là Vạn Tượng Tông chứ không phải tông môn ma đạo, chúng ta không làm trò này. Nếu hắn đã nghe theo quân lệnh của ta thì cứ theo hắn đi thôi. Về phần nhân lúc âm thần của Lý Thanh Sơn xuất khiếu để phá hủy thân thể Lý Thanh Sơn thì hắn chưa bao giờ nghĩ tới. Nếu đối phó với một người có địa vị thấp hơn, lại còn là đối thủ có tu vi kém hơn mà còn định nhân lúc người ta gặp khó khăn để hạ độc thủ thì hắn không cần phải luyện liệt hỏa thiên thư làm gì nữa. Cái vị trí đại sư huynh kia cũng không cần ngồi. Như kim ma vực đang khuếch trương không ngừng trong 3.000 thế giới, chiến sự ở nhân gian đạo ngày càng tiếp diễn dày đặc và khốc liệt. Ngay cả ma hoàng nhân hoàng cũng khó có thể tung hoành ngang dọc, một khi xuất chiến tất sẽ có nguy hiểm ngã xuống. Mà ở nơi giao thoa giữa nhân gian đạo và ma vực, pháp tắc thiên địa ở đó vô cùng hỗn loạn, sức mạnh của tu hành giả và pháp thuật sẽ bị áp chế. Việc tu sĩ rất mạnh mà lại chết trong tay ma tộc cũng là chuyện không đáng để ngạc nhiên. Đại hán râu quai nón hung hăng nhổ nước bọt, vì tên tiểu tử này vừa mới tới, chưa va chạm thực tế bao giờ nên không biết cái gì gọi là đánh trận cả. Để ta xem hắn định tung hoành tới bao giờ. Các tướng tán thành, cũng tức giận mắng mỏ không ngừng. Tên tiểu tử này như đàn bà, tốt nhất khi thấy chỗ nào cũng có người chết đừng có sợ chết ngất là được. Cũng gọi là có chút may mắn mà thôi, ngày xưa lúc lão tử tay xé ma đế thì không biết hắn còn đang bú sữa ở đâu đâu. Ngươi xé ma đế không phải là do một chiêu đoạn nhạc trảm của ta à, nói một hồi lại biến thành khoe chiến công. Cũng hết cách, đám người này vừa tụ lại một chỗ là không làm được chuyện gì đứng đắn. Đây gần như là tiết mục cố định, có thể nhịn không nói đã là đạo đức tốt lắm rồi. Họ đều là người có kinh nghiệm lâu năm đánh chiến trận, đi ra từ trong những trận chém giết máu chảy thành sông nên thường có thái độ khinh bỉ với những tu sĩ bình thường. Cho dù cảnh giới tu vi của chúng ta chỉ có vậy nhưng chúng ta vẫn có thể giết chết ngươi, tất nhiên ta sẽ thấy khinh thường ngươi rồi. Với lại Lý Thanh Sơn vừa gia nhập Vạn Tượng Tông không bao lâu đã trở thành đệ tử nhập thất, chiếm cứ Huyền Minh động phủ, còn lấy được lượng lớn tài nguyên mà Lâm Huyền để lại. Còn họ không biết phải trải qua biết bao nguy hiểm mới đi được tới hiện tại, họ còn chưa có một cái động phủ ra dáng, tài nguyên trước giờ không đủ dùng thì bảo họ không căm ghét trong lòng thế nào được. Lý Thanh Sơn ra khỏi liệt hỏa đường, tuyết vẫn rơi dày hạt như cũ. Tiếng động đằng sau vang lên như tiếng ruồi vo ve, hắn bật cười, ném đám nhân sĩ thành công này ném ra sau đầu. Về những mặt khác thì Lý Liệt Hỏa vẫn dành cho hắn đãi ngộ nên có của một đệ tử nhập thất. Một tòa thạch tháp màu xám cao lớn có thể quan sát toàn bộ Hắc Vân Thành. Đây là nơi hắn tu hành. Ở Hắc Vân Thành có rất nhiều tòa tháp cao như thế này, tựa như từng thanh kiếm sắc bén màu xám chỉ thẳng lên bầu trời. Vườn quanh đỉnh núi có một tòa tháp sắt vô cùng kỳ lạ đâm thẳng lên trời xanh. Đó là vị trí trung tâm của Hắc Vân Lôi Hống Trận, tên gọi là Dẫn Lôi Tháp. Bên trong tháp cao thiết lập trận pháp cơ bản nhất, nhưng công dụng chủ yếu chính là hội tụ linh khí. Là trung tâm của Hắc Vân Lôi Hống Trận nên nó được bố trí sức mạnh phòng ngự nhất định, chủ yếu vẫn là chống lạnh. Lý Thanh Sơn leo lên đỉnh tháp, gió tuyết bên ngoài đang rít gào nhưng bên trong lại ấm áp như mùa xuân. Tuy nhiên bên trong trống rỗng không có thứ gì, người được phân vào đây đều có tu di giới chỉ, họ sẽ tự mang đồ của mình vào. Lý Thanh Sơn cũng tự chuẩn bị một ít từ trước, ít nhất là có đầy đủ rượu thịt. Nhưng hắn không vội bố trí phòng ở, mà là thả gùi xuống trước rồi mới khom lưng mở ra lần hai. Một cánh tay nõn nà thẳng thắp duỗi ra ôm cổ hắn, hốc mắt trống rỗng hóa thành hai tròng mắt, hàm răng trắng dần được bờ môi đỏ bao trùm, tiếng cười nhẹ nhàng vang lên. Cơ thể giãn ra như cây trưởng thành, bạch cốt sinh cơ hóa thành nhan sắc tuyệt trần. Chúng ta có thể giết chết tên Lý Liệt Hỏa kia. Nếu đánh chính diện thì Lý Liệt Hỏa sẽ có phần thắng rất ít khi hai người họ liên thủ. Nhưng ở trong Hắc Vân Thành thì không thể, vì Lý Liệt Hỏa làm quân trưởng nên có thể khống chế Hắc Vân Lôi Hống Trận. Các bạn đang nghe truyện Đại Thánh Truyện của tác giả Thuyết Mộng Giả tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 2473, nơi tiếp nhận.
Tuy nhiên nếu liều mạng đánh thì sẽ khác, Lý Thanh Sơn chỉ cần dùng Cửu Thiên Tức Nhưỡng để thôi thúc đại địa dẫn lực áp chế Lý Liệt Hỏa trong nháy mắt, còn Tiểu An sẽ dùng một kiếm ám sát. Lúc ấy chỉ sợ Lý Liệt Hỏa khó thoát khỏi cái chết, ngay cả thời gian phản ứng lại cũng không có, chống lại thì Phật kiếm cũng chẳng dễ dàng gì. Lý Thanh Sơn bật cười, tất nhiên, có ai mà chúng ta không giết được chứ. Nhưng bây giờ chưa phải lúc, cần phải để lại mạng của hắn. Sớm muộn gì ta cũng phải tới ma vực, vừa hay nhân cơ hội này đi tìm hiểu tình hình. Ít nhất phải biết nên tới Khuynh Kỳ Sơn thế nào. Ừ, Tiểu An ôm chặt hắn, Lý Thanh Sơn cũng cảm nhận được tâm trạng của nàng. Sau những đau khổ, vài lần chia xa cuối cùng hai người họ vẫn ở bên nhau. Dù con đường phía trước có bao nhiêu gian khó, chỉ cần đi cùng quân thì nơi đó chính là quê hương. Trong Liệt Hỏa Đường, các tướng dần tản đi, chỉ còn lại một mình Lý Liệt Hỏa ở bên trong. Hắn đột nhiên dùng mình, sởn da gà. Quay đầu lại nhìn bóng đen trên bản đồ, lòng nghĩ lẽ nào ma vực chuẩn bị tiến công mạnh hơn. Âm thần Lý Thanh Sơn xuất khiếu chui vào lòng đất, xuyên qua quần sơn nhẹ nhàng đạp lên băng nguyên trong vùng tuyết trắng rộng mênh mông. Phóng tầm mắt ra xa, đúng là ngàn dặm đóng băng, tuyết bay vạn dặm, một khu vực trắng xóa rộng lớn bao la. Hắn cảm thán cơ thể quá nhỏ bé, cho dù có rất nhiều thân thông thì cũng như muối bỏ biển so với thế giới này. Vừa nghĩ tới đây đã bật hát một khúc, thế núi rắn lồng, bình non voi chạy, muốn với trời kia đọ vảy cao. Bốp bốp bốp. Tiếng vỗ tay đột nhiên vang lên khiến Lý Thanh Sơn giật mình, hắn không hề cảm nhận được một chút khí tức nào cả. Ai? Một nữ tử ra khỏi tòa tuyết khâu gần đó, trên người mặc áo giáp màu đen, mang theo một thanh tu la trường đao lạnh lẽo sắc bén, màu đen trở nên nổi bật, vô cùng chói mắt trong màn tuyết trắng xóa. Trên vai có một con thỏ đen đang nằm sấp, đó chính là đại sư tỷ Triều Thiên Kiêu. Dường như vừa trải qua một trận tàn sát đầy máu tanh, nên khí thế của nàng mạnh hơn lúc ở Vạn Tượng Tông gấp 10 lần. Nhưng khi nàng tới gần Lý Thanh Sơn vẫn không phát hiện ra, cảm giác tương phản mạnh mẽ như này khiến hắn không thích ứng kịp. Hay cho câu muốn cùng lão thiên ganh đua, nhưng ta lại thấy hổ lạc xuống đồng bằng bị chó khinh mới phải. Không lẽ sư tỷ đặc biệt đứng đây chờ ta sao? Lý Thanh Sơn bật cười, quả nhiên Triều Thiên Kiêu vô cùng oán hận Lý Liệt Hỏa, thà so hắn là hổ cũng phải đi Lý Liệt Hỏa thành chó. Ngươi không sợ ta tới để giết ngươi? Triều Thiên Kiêu bật cười, vẻ mặt đằng đằng sát khí lạnh nhạt đảo mái tóc ngắn trên trán. Chẳng lẽ đại sư tỷ lại định nhân lúc ta rồng bơi nước cạn, đùa giỡn ta sao? Hừ, ngươi tự mà lo thân đừng có tùy tiện chết. 30 năm sau ta và ngươi sẽ quyết chiến sinh tử. Cái hừ lạnh kia khiến âm thần Lý Thanh Sơn chấn động, câu tự mà lo thân vang vọng khắp cánh đồng tuyết hoang. Còn nàng đã bay xoẹt qua đỉnh đầu hắn rồi biến mất trong quần sơn. Lý Thanh Sơn không dám khinh thường, dù sao hắn cũng chưa vượt qua 5 lượt thiên kiếp, thực lực vẫn có độ chênh lệch lớn với nhân hoàng và ma hoàng. Đặc biệt là hắn vẫn đang trong trạng thái âm thần, hắn gần như không có năng lực phản kháng. Tuy bản chất âm thần của hắn chính là âm ma, bị phá hủy thì có thể luyện lại, nhưng việc đó cũng tương đương với việc thần ma cửu biến bị ép trở lại thời điểm bắt đầu. Cần tốn rất nhiều thời gian và sức lực để khôi phục, cố gắng không để bị hao tổn vẫn là tốt nhất. Hắn vội dùng ngũ hành thần độn và huyễn ma độn pháp, ẩn độn vô hình lặng lẽ rời đi. Chỉ thoáng cao đã có một lực ép vô hình đột nhiên đè ép xuống người Lý Thanh Sơn, gần như đánh gãy độn pháp của hắn. Còn hắn đã chuẩn bị từ trước, đây rõ ràng không phải phép thuật của bất kỳ kẻ địch nào. Nơi này là nơi tiếp giáp giữa ma vực và nhân gian đạo, thiên địa pháp tắc ở đây vô cùng hỗn loạn. Không những có thể ức chế pháp thuật thần thông mà còn trở nên vô cùng khó khống chế, quả thực rất phiền phức. Nếu chỉ bị ức chế thôi thì vẫn có thể thích ứng được. Mấu chốt chính là hỗn loạn, ví dụ như cùng một phép thuật, ở một khu vực khác nhau, một thời gian bất kỳ nhưng tác dụng lại lúc mạnh lúc yếu. Uy lực lúc đánh một quyền cũng vô cùng khác biệt. Có thể trở nên rất mạnh, làm mất sự cân bằng. Cũng có thể trở thành mềm mại vô lực, không mang lại chút uy hiếp nào. Thể phách càng mạnh, tu vi càng cao thì cảm nhận càng rõ ràng hơn. Đặc biệt là khi lại có ảnh hưởng rất lớn khi muốn kéo dài độn pháp, Lý Thanh Sơn không thể không cẩn thận để thích ứng. Nhưng hắn nhanh chóng phát hiện ra dường như pháp tắc thiên địa ở ma vực không bài xích hắn, tình huống khác hoàn toàn so với trong ghi chép. Chương 2474, chuyện tốt. Tu hành giả tiến vào ma vực là chuyện rất nguy hiểm, không chỉ do ma tộc và ma thú vô cùng hung ác,
tu hành giả còn bị pháp tắc của ma vực bài xích. Cứ kéo dài tình huống đó thì khả năng ngay cả ma tộc tu vi ma soái, ma vương cũng không đánh lại, về lâu về dài thậm chí còn bộc phát tâm ma dẫn tới tẩu hỏa nhập ma. Nếu là quân sĩ bình thường thì sẽ bị ma khí xâm chiến, từ từ chuyển hóa thành ma tộc. Cũng vì thế mà đại quân khó xâm nhập được vào, các tu hành giả lại càng tứ cô vô thân. Họ không thể lấy số ít để địch lại đại quân ma tộc vô cùng đông đảo được, tình hình tất nhiên cũng cực kỳ nguy hiểm. Lý Thanh Sơn không cảm nhận được một chút bài xích nào từ ma vực, không rõ vì sao, hơn phân nửa là có liên quan tới Tự Tại Thiên Thư. Không lẽ âm ma cũng được coi là ma tộc? Còn tâm ma thì hơi sao động, các loại tâm trạng đều trở nên mãnh liệt hơn, nhưng việc hắn tu hành Tự Tại Thiên Thư trái lại chính là chuyện tốt. Chỉ cần thích ứng được pháp tắc thiên địa kỳ lạ ở đây là được, nếu có thể đi xuyên qua nơi giáp danh này tiến vào ma vực thì cũng coi như được giải phóng. Ha ha, lần này tới đây là đúng rồi. Ồ, đó là cái gì? Một vệt sáng chợt lóe lên ở đằng chân trời, thoáng chốc lại xuất hiện một tia chớp bằng phẳng kép dài. Một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu Lý Thanh Sơn, hắn nín thở ngưng thần từ từ tiếp cận. Chỉ thấy trong màn tuyết rơi trắng xóa, một tăng nhân đi hải cất bước trong băng nguyên, khuôn mặt hồng hào tràn ngập vẻ thành kính, miệng niệm Nam Mô A Di Đà Phật không ngừng. Hết ba bước lại cúi đầu, quỳ áp sát mặt đất, phía sau đầu tỏa ra một vòng Phật quang nhanh chóng xẹt ngang thiên địa, ma khí trong thiên địa hơi tiêu tan một chút. Pháp tắc thiên địa của nhân gian đạo thoáng vượt qua được ma vực một chút. Lý Thanh Sơn chợt hiểu rõ, quả nhiên là hòa thượng của Tịnh Thổ Tông, lại còn là nhị quả La Hán đã chứng Ti Đà Hàm nữa. Ma vực không giống như ngạ quỷ đạo, nó không mở rộng qua sức mạnh của bản thân mà là do từng đời ma tộc dùng sức mạnh và máu thịt tạo ra. Khu vực bị ma khí ô nhiễm nếu không được xử lý thì ma vực sẽ mở rộng, pháp tắc thiên địa cũng sẽ kéo dài. Nếu lan tới dưới Hắc Vân Thành thì việc phá thành chỉ là vấn đề thời gian. Cũng vì vậy mà trong mỗi một tòa thành ở biên cương đều có một ngôi chùa tịnh thổ, công việc chính của hòa thượng ở đó chính là làm sạch đất. Trong thành Hắc Vân cũng có, còn là một ngôi chùa khá lớn, phương trượng tọa trấn bên trong đa phần đều là nhị quả La Hán đã vượt qua năm lượt thiên kiếp, địa vị ngang với quân đoàn trưởng, thậm chí còn có phần siêu việt hơn, mà vị trước mặt chính là người đó. Lý Thanh Sơn đứng nhìn từ xa, cảm giác nhìn thấy hòa thượng không phải chuyện tốt, muốn đi tiếp lên. Một luồng Phật quang đột nhiên lóe qua người hắn, không gây tổn hại gì, nhưng lại loáng thoáng tỏa nhiệt ở sau lưng. Sát ý dâng trào trong lòng hắn, muốn chém giết hòa thượng này. Hắn giật mình, có chuyện gì vậy? Cho dù hồi hãy đối mặt với Triều Thiên Kiêu hắn cũng không có cảm giác như vậy. Với lại hắn không oán không thù với hòa thượng này, mà có thì hơn nửa là, hắn không thể giết nổi. Tăng nhân kia áp sát đất lạy Phật, một suy nghĩ chợt dâng lên, hắn mở rộng hai tay quát, ma đầu nào dám rình mò ở đây, còn không mau hiện nguyên hình. Lý Thanh Sơn chấn động, độn pháp bị phá giải làm hiện ra thân hình, cảm giác căm hận càng mạnh mẽ hơn. Vẻ mặt tăng nhân âm trầm, hai tay tạo thành chữ thập cất cao giọng niệm Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Lý Thanh Sơn rất muốn hỏi một câu, ngươi còn cái gì khác không? Thì phía sau tăng nhân xuất hiện một bức tượng Phật cao lớn nguy nga, như ẩn như hiện ngồi trên đám mây hòa ái quan sát hắn. Khiến Lý Thanh Sơn nhớ lại rất nhiều năm về trước, khi đối kháng với tòa tượng Phật khổng lồ ở Thiên Long Thiền Viện. Cảm giác tê dại không thể chống cự khiến hắn có xung động muốn quỳ sụp xuống đất dập đầu lại. Phía sau lưng càng ngày càng nóng bỏng như lửa, sát cơ ngập tràn. Một suy nghĩ chợt lóe lên, chết tiệt, chỉ sợ là do Tự Tại Thiên Thư, quả nhiên gặp phải hòa thượng không phải chuyện tốt mà. Cùng lúc đó trong Hắc Vân Thành, phía sau bản thể của Lý Thanh Sơn, tượng thần của một vị đại tự tại thiên ma đang ngày càng rõ ràng. Đại hòa thượng Ngưỡng Quang là trụ trì chùa Tịnh Thổ ở Hắc Vân Thành, còn được tôn xưng là Ngưỡng Quang Đại Sư hoặc Ngưỡng Quang trụ trì. Hắn đang thừa dịp thời tiết đang còn ở mùa đông khắc nghiệt mà thi triển pháp thuật của Tịnh Thổ Tông nhằm thanh lọc lại vùng đất bị ma quỷ làm ô nhiễm. Bỗng nhiên, hắn cảm nhận một ánh nhìn mang tính chết chóc, ngẩng mặt lên nhìn thì ngay lập tức đối diện với một khuôn mặt đen sì mang đầy vẻ tức giận, cho nên trong lòng không khỏi rùng mình một chút. Ở trong quá trình thanh lọc đất đai thì bị ma quỷ đánh lén, mai phục, bao vây đều chỉ là chuyện thường như cơm bữa. Nhưng gương mặt này lại khác hẳn hoàn toàn với những yêu ma quỷ quái mà hắn ta đã gặp trước đó. Các bạn đang nghe truyện Đại Thánh Truyện của tác giả Thuyết Mộng Giả tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com.
Chương 2475, luồng tức giận mãnh liệt. Dù cho nó có tràn ngập sự tức giận và chết chóc, thế nhưng đó lại không phải là sự tà ác. Cảm giác này quả thực là quá mức kỳ lạ, nó kỳ lạ đến mức khiến cho người khác tưởng như chỉ là một câu chuyện cười. Đã là ma quỷ thì trời sinh chính là đã hết sức tà ác, đây là điều mà không còn gì để nghi ngờ. Bất kỳ cái gì mà ác độc đến mức bán đứng lương tâm thì bọn chúng cũng đều có thể làm được hết, mà chúng đối với người xuất gia thì lại càng là cực đoan và thù địch. Bên trong đông đảo các tăng nhân có lẽ cũng có rất nhiều người xấu, nhưng bên trong ma quỷ tuyệt đối không có một kẻ nào là người tốt. Thế nhưng đôi mắt này lại không hề tầm thường, từ khi hắn vượt qua được năm lượt thiên kiếp, đạt được tư đà hàm quả, thì liền được mở ra thiên nhãn. Có thể dễ dàng nhận biết thật giả thị phi thiện ác, cho nên lúc này hắn cũng theo bản năng mà vận dụng đến nó, cuối cùng hắn đành đưa ra kết luận là nhìn nhầm, nhất định là nhìn lầm rồi. Bản thân hắn còn đang ở trong biên giới của ma vực đầy nguy hiểm, cho nên không có thời gian để lo được nhiều như thế. Cho nên hắn niệm kinh Phật thật to, rồi dùng một chiêu Phật trưởng hàng ma để đập xuống tên ma quỷ kia. Một nan tay Phật lớn màu vàng óng xuất hiện che kín cả bầu trời và che mất hết cả tầm nhìn. Tiếng tụng kinh bằng tiếng Phạn từ bốn phương tám hướng vọt tới, khiến cho ngàn vạn mảnh hoa tuyết trên không trung nứt toác cả ra. Lý Thanh Sơn không thể động đậy được, như là một con chuột đang trong tình thế gặp phải kẻ địch trời sinh, trong lòng sinh ra một luồng tức giận mãnh liệt. Tên hòa thượng này không phân biệt đúng sai phải trái đã liền xuất ra một chiêu thức hiểm ác để lấy mạng người khác, thật sự đúng là một kẻ thối tha đáng chết. Trong phút chốc lại không kiềm chế lại cái ý nghĩ chết chóc kia nữa, thân thể âm ma càng lúc càng to lớn lên. Răng nanh cũng ngày càng dài ra, tỏ rõ dáng vẻ tức giận, để chân nửa người trên, hắn giờ đây đã không còn là dáng dấp của Lý Thanh Sơn, mà mơ hồ giống với hình hài của đại tự tại thiên ma, hai cánh tay nổi lên bắp thịt cuồn cuộn, cùng lúc đánh về hướng bàn tay Phật to lớn kia. Ầm, đất đá rung lên bần bật, vùng đất lạnh lẽo bị phá nát tan tành. Bàn tay Phật bị đập xuống, dần dần nhạt đi, lưu lại một cái Phật thủ ấn ký to lớn ở trên mặt đất. Ngưỡng Quang trụ trì cau mày nhìn về phía đó. Lòng bàn tay của hắn có thêm hai dấu vết màu đỏ đậm, còn tên ma đầu kia thì lại đã không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hắn sau khi chống đối một lúc thì đã nhân cơ hội đó mà trốn chạy. Đoán chừng đây không phải một ma hoàng, nhưng mà một ma đế thì làm sao lại có thể ngăn cản được một trưởng kia của hắn được chứ? Hơn nữa cái khuôn mặt mới xuất hiện vừa rồi kia, thực sự là nhìn quá quen mắt, mơ hồ giống với tướng mạo khủng bố của vị chủ nhân ở sắc giới kia. Mà vị kia tuy là ma trong ma, nhưng lại cũng là một vị thần của cửa Phật. Dù cho có là 12 ma thần cũng không đủ sức nặng để đánh đồng với hắn, tử tôn của hắn chắc là vẫn còn không đến nỗi phải lưu lạc tới bên trong ma vực đi. Nếu như có ma quỷ có được dung mạo giống hắn, chắc chắn sẽ không phải là hạng người không có tên tuổi, e sợ là ở nhân gian lại muốn nhiều thêm một kẻ địch cực kỳ mạnh mẽ rồi đây. Triển khai thiên nhãn thần thông, dõi mắt nhìn ra xa, cũng không nhìn thấy được ma khí nặng nề u ám đang bao phủ ma vực. Mặc dù hắn rất muốn nhổ cỏ tận gốc, nhưng hắn cũng lại lo lắng đó là một cái cạm bẫy, cho nên nghĩ đi nghĩ lại vẫn là thôi. Một lúc sau, mây gió bên trong ma vực cũng bị thay đổi màu sắc, như thể đang xác thực suy đoán của hắn. Một bóng đen cao ngất đột ngột xuất hiện khiến hắn càng thêm kinh ngạc, cái kia lẽ nào là một tên tà thần nào đó. Nhưng rồi hắn lại cảm thấy là không thể nào, bằng không thì căn bản là không cần dụ địch. Xông vào, tà thần đã liền có thể trực tiếp giết chết hắn bằng một chiêu là được. Sức mạnh của tà thần vô cùng kinh khủng, thậm chí chỉ có nhân tiên mới có thể chống đỡ được. Ở trong nháy mắt mà bóng đen kia vừa xuất hiện, hắn đã liền triển khai thần túc thông, nhanh chóng lui về Hắc Vân Thành ở nhân gian, nhưng trong lòng hắn vẫn thực sự còn cảm thấy cực kỳ sợ hãi. Âm ma nhanh chóng di chuyển dưới đất, hướng về phía ma vực, sau khi đã khôi phục lại diện mạo thật sự, thì trước ngực hắn bị in lên một cái dấu tay màu vàng, có thể thấy là đã bị thương cực kỳ nghiêm trọng. Một trưởng kia cơ hồ đã đem âm ma của hắn đập tan, nhưng ngược lại cũng làm cho hắn lập tức tỉnh táo lại. Sự tức giận và chết chóc trong lòng đều biến mất sạch sành sanh. Chẳng qua là có chút cảm giác không hiểu ra sao, không biết mới vừa rồi đến cùng là chuyện gì đã xảy ra. Chương 2476, cảm giác quen thuộc. Có một loại sức mạnh bên ngoài nào đó đã ảnh hưởng đến tâm trí hắn, quả thật là đi đường tắt thì phải trả giá thật lớn, tượng thần sau lưng chung quy là một cái mầm tai họa không thể biết trước được.
nhất định hắn phải nghĩ ra biện pháp để diệt trừ hết mới được. Chính là vào lúc này, hắn cảm thấy cả người nhẹ đi, cho thấy bản thân hắn đã xuyên qua khu vực biên giới, chính thức tiến vào khu vực bên trong của ma vực. Cùng ma quỷ chiến đấu nhiều trận như vậy, đây vẫn là lần thứ nhất hắn tự thân tiến vào bên trong ma vực, còn không kịp thưởng thức một chút cảnh vật bên trong đó. Thì hắc nhật đang ở giữa bầu trời giống như sáng lên một cái. Xuyên thấu qua tầng tầng lớp lớp ma khí, soi sáng toàn bộ ở trên người của Lý Thanh Sơn. Trong phút chốc trời đất thay đổi màu sắc, ma khí cuồn cuộn tụ hợp lại hết về hướng của Lý Thanh Sơn, mơ hồ hình thành một cái vòng xoáy lớn. Mà kẻ đang đứng ở trung tâm của vòng xoáy, lúc này trong lòng hắn cũng xuất hiện tầng tầng lớp lớp những suy nghĩ đầy tà ác, nhưng lại khiến hắn cảm thấy cực kỳ vui vẻ. Như thể hắn đang cùng tồn tại với trời đất, chúng sinh đều phải cúi đầu trước hắn, tự tại thiên thư không bị khống chế mà chạy loạn hết cả lên. Cái cảm giác này rất quen thuộc với Lý Thanh Sơn, lẽ nào ta là thiên mệnh chi tử của ma vực sao? Đây vừa là điều làm hắn bất ngờ, lại cũng có thể coi là một chuyện đương nhiên. Bản thân hắn đã có bản tính của ma quỷ rất sâu, lại thêm việc tu hành tự tại thiên thư, có được coi là thiên mệnh chi tử thì cũng không phải là chuyện gì lạ. Nhưng từ xưa đến nay hắn hoàn toàn không nghĩ tới sẽ có lúc bản thân bị tính chung một loại cùng với ma quỷ. Hắn đã giết chết không biết bao nhiêu là ma quỷ, ngay cả ma thần cùng kỳ cũng đều là kẻ địch lớn của hắn. Ma vực hận hắn còn không kịp, thì sao lại có thể chọn hắn làm thiên mệnh chi tử được chứ? Nhưng mà có lẽ là do ý chí của ma vực đang bị hỗn loạn nên tựa hồ tất cả đều là những việc ngoài ý muốn đều có thể xảy ra. Đó, lớn gào thét như bão táp, cát bay đá chạy, âm ma không bị khống chế mà to lớn lên. Sức mạnh không gì sánh kịp đang tràn vào trong cơ thể, dấu tay màu vàng trước ngực hắn cũng bất chợt bị bóng tối nuốt chửng hết. Hắn vung tay lên, gió tuyết tán loạn đầy trời, để lộ ra một vầng hắc nhật. Từ khi đến nhân gian, hắn đã từ lâu chưa từng cảm nhận được một nguồn sức mạnh to lớn đến như vậy. 10 trượng, 100 trượng, 1000 trượng, thân hình hắn đang không ngừng lớn lên, nhưng cũng không phải là xấu xí hay vặn vẹo, mà trên đỉnh đầu còn có một vầng hắc nhật, đẹp đẽ giống như là một vị thần. Loại dáng dấp này, cái cảm giác này, hắn từng trải nghiệm qua trong giấc mộng cuối cùng mà hắn hiến tế cho đại tự tại thiên thư, bây giờ mộng đẹp trở thành sự thật. Tựa hồ như thể nếu cứ tiếp tục như vậy, hắn liền có thể trực tiếp vượt qua được 5 lượt thiên kiếp, thậm chí trở thành ma hoàng cũng không phải là điều không thể, lại còn có thể mạnh hơn thế nữa. Nơi này vừa vặn lại là một khu vực hoang vu không người, lại thêm vào thời tiết bây giờ đang vào mùa đông cực kỳ giá rét, trừ trường hợp có đại quân xuất phát và hành quân đến đây. Chuẩn bị bắt đầu một đợt mới công kích mới, bằng không sẽ không có ma quỷ nào lại lượn qua lượn lại ở chỗ này, vì việc đó đồng nghĩa với việc đang tìm đến cái chết. Vì lẽ đó mà tuy rằng Lý Thanh Sơn gây ra sự náo loạn cực kỳ lớn, cũng chỉ có một khán giả là Ngưỡng Quang trụ trì. Số còn lại cũng chỉ là vội vã liếc mắt nhìn một chút rồi liền mau chóng rời đi. Tuy nhiên chính là ngay tại lúc này, một vệt đen từ tâm của hắc nhật bắn ra, xuyên qua đỉnh đầu của âm ma, ngưng tụ ở trong lồng ngực của hắn. Từng tia một lại từng chút ngưng kết thành một vòng tròn nhỏ giống như là một tiểu hắc nhật, đó là ma tâm đã từng bị Lý Thanh Sơn vứt bỏ trước đó. Tình cảnh này khiến cho toàn bộ ma vực chú ý ngước nhìn, bao gồm cả 12 vị đại ma thần chí cao vô thượng, trong lòng bọn hắn đồng thời tuôn ra 4 chữ hắc nhật ma tâm. Cái kia vốn dĩ được cho là chỉ là truyền thuyết mà thôi. Hắc nhật rơi dụng hợp với ma trong ma vực, ma thần thứ 13 thức tỉnh, thống trị ma vực, trở thành chúa tể. Truyền thuyết này có vẻ quá mức nói quá làm nên cho người ta khó có thể tin tưởng được. Đầu tiên hắc nhật không thể rơi dụng, đó chỉ là một cái hình ảnh bắt nguồn từ cửu thiên mà thôi. Mà ma trong ma chỉ có thể vị kia, mà vị đó lại làm sao có khả năng trở thành ma thần thứ 13 được. Chức vị chủ nhân của ma vực đưa cho người ta thì người ta căn bản là không hề có lấy một chút thèm khát nào. Các bạn đang nghe chuyện Đại Thánh Chuyện của tác giả Thuyết Mộng Giả tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 2477, Cơn Gió Mạnh. Nhưng mà vào đúng lúc này, truyền thuyết dường như đang muốn trở thành sự thật, mà lại thật sự có quan hệ cùng vị ma trong ma kia. Chỉ có người đang ở bên trên Khuynh Kỳ Sơn, ma thần cùng kỳ nở nụ cười, là tên nhóc kia sao? Thật sự là hắn đang làm cho ta hết sức mong đợi. Chẳng trách Minh Hà huyết thệ có thể thành lập được, dĩ nhiên là thật sự có thể có một trận chiến lớn. Đến đây đi,
để ta lấy đi Hắc Nhật Ma Tâm của ngươi, trở thành chúa tể của ma vực. Trong cơn gió mạnh, Lý Thanh Sơn mơ hồ nghe được như những lời nói như có như không, đến đây đi, nhi tử của ta, nhi tử kiệt xuất của ta chờ ngươi đã lâu. Nó giống như là bắt nguồn từ chính trong lòng hắn cùng Hắc Nhật trên trời kia. Ngươi là ai? Lý Thanh Sơn ngửa mặt lên trời hỏi. Đi thôi, hai tử của ta, hai tử kiệt xuất của ta, đi trở thành chúa tể đi. Âm thanh này đang thúc giục ở bên tai hắn. Mẹ kiếp ngươi đã nói xong chưa? Đi mẹ nhà ngươi chứ hài với trả tử, ta là cha của ngươi đó. Lý Thanh Sơn tức giận thực sự rồi, hắn từ lúc sinh ra đến nay hận nhất chính là người khác đem suy nghĩa của họ áp đặt lên trên người hắn. Một cái đại tự tại thiên ma đã đủ làm hắn cảm thấy hết sức phiền hà, hiện tại lại còn có thêm cái gì mà thiên mệnh khiến hắn không hiểu ra sao. Hắn quay ngược tay lại đâm vào chính lồng ngực của mình, hai tay dùng sức, bỗng nhiên xé toạc lồng ngực ra. Móc ra cái vầng Hắc Nhật kia, mạnh mẽ đạp ở dưới chân. Mệnh của ta là do chính ta, không phải do trời. Âm ma to lớn như thần nhanh chóng co rút lại như bay hơi, Hắc Nhật dưới chân cũng thu lại từng tầng tầng quầng sáng, khôi phục lại hình dáng ban đầu rồi lăn đến bên cạnh của Lý Thanh Sơn. Âm ma ngã bổ nhào xuống đất, dường như sắp tan rã ở sát biên giới, nhưng ánh mắt vẫn tràn đầy sự kiêu ngạo. Hắn chộp lấy ma tâm giống như viên pha lê màu đen, muốn ném nó đi thật xa, nhưng sau khi nghĩ lại liền đem cất nó đi. Bên trong vật ấy ngưng tụ một sức mạnh khủng bố không gì có thể sánh nổi, viên Long Châu được tìm thấy từ trong Long Thi của Lâm Huyền còn kém xa hơn rất nhiều. Hơn nữa sự khác biệt to lớn nhất chính là, chỉ cần hắn muốn, thì bất cứ lúc nào hắn cũng có thể dung hợp được nguồn sức mạnh này, chí ít thì hắn cũng là một tên ma hoàng. Dường như không có người nào có thể kháng cự lại được sự cám dỗ của loại sức mạnh tuyệt đối này, và không cần phải tiêu tốn bất kỳ sự cố gắng nào, vẫn có thể dễ dàng thay đổi tất cả mọi thứ. Chỉ cần thả lỏng tâm trạng một chút, liền có thể lập tức trở về Hắc Vân Thành, đầu tiên là giết chết vị hòa thượng toàn thân phát sáng kia. Sau đó là đánh giết tên Lý Liệt Hỏa đang mang lại rắc rối cho hắn, cuối cùng là đem mũi của Triều Thiên Kiêu phải chỉ thiên hơn 100 lần. Cùng kỳ ma thần vẫn là một mối đe dọa, nhưng chỉ cần hắn tiếp nhận nguồn sức mạnh này, 6 lần thiên kiếp hay 7 lần thiên kiếp đều có thể nhìn thấy ở trong tầm mắt, cũng không có gì phải sợ hãi cả. Tất cả mọi ham muốn đều có thể được thỏa mãn, mọi nỗi sợ hãi đều có thể được giải tỏa, làm gì có người nào có thể từ chối một chuyện tốt như vậy cơ chứ. Nhưng Lý Thanh Sơn dường như không có bất kỳ dao động nào cả, sử dụng tất cả mọi thủ đoạn mà không hề có chút do dự nào cả, liền móc viên ma tâm này ra. Bởi vì nhiều năm về trước, cũng có người cho hắn một sự lựa chọn tương tự, khi đó hắn vẫn chỉ có hai bàn tay trắng, chỉ cần gật đầu liền có thể sở hữu toàn bộ Cửu Châu. Nhưng cuối cùng hắn đã chọn đi trên con đường của riêng mình, một con đường vô cùng khó khăn, nguy hiểm và cũng vô cùng tuyệt vời. Kể từ đó về sau hắn chưa bao giờ phải do dự khi gặp phải loại lựa chọn này, điều đó thuộc về sự kiêu ngạo của hắn. Ta muốn cái gì thì ta sẽ tự mình đi lấy cái đó. Đứng dậy, đối mặt với gió và tuyết, rồi tiếp tục tiến về phía trước. Cùng lúc đó, ở bên trong của Hắc Vân Thành, bên ngoài của thạch tháp vắng lặng đầy kiêu ngạo, được bao phủ đầy bởi cây thường xuân, hoa tươi thì nở đầy rực rỡ, thu hút rất nhiều người đến ngắm nhìn, chỉ trỏ trỏ, bàn tán xôn xao. Lý Liệt Hỏa từ trên cao nhìn xuống, hư lạnh một tiếng, tiểu tử này lo rời khỏi thành để đi thực hiện nhiệm vụ, không biết là lại gây ra chuyện quái quỷ gì nữa đây. Đó là do trong thời khắc mấu chốt, Lý Thanh Sơn đã thúc giục Kỳ Lân Thần Thông sinh sinh bất tức, dung tự nhiên chi đạo để áp sự sao động của tâm ma, đã tạo ra ảnh hưởng đến môi trường xung quanh. Ở bên trong tháp ấm áp như mùa xuân, còn có trăm hoa đua nở, cây cỏ thì tươi tốt. Tiểu An ân cần hỏi, Thanh Sơn. Lý Thanh Sơn khẽ mở mắt ra, rồi giải thích nguyên nhân của sự tình. Thanh Sơn, tuyệt đối không được chấp nhận, nếu không âm ma của ngươi rất có thể sẽ bị mất kiểm soát, hoàn toàn thoát ly khỏi sự kiểm soát của ngươi, trở thành sự dung hợp giữa thần ý của đại tự tại thiên ma, suy nghĩ và ký ức của ngươi, cùng thiên ý của ma vực. Ba loại ý niệm của đại quái vật này không hề mang lại lợi ích gì đối với ngươi, nhưng trái lại nó rất có thể sẽ cắn trả lại chính bản thân ngươi đó. Chương 2478, Cự thú hung dữ. Lý Thanh Sơn ngồi giữa đám cây cỏ tươi tốt, khẽ mỉm cười, yên tâm đi, ta cũng đâu có ngớ ngẩn như vậy chứ. Hái một bông hoa đỏ không biết tên cài vào đôi tai của Tiểu An,
ta sẽ vĩnh viễn là tên Lý Thanh Sơn kia ở trong mắt của ngươi. Tiểu An cúi đầu xuống giống như cây xấu hổ vậy, nhẹ giọng nói, ngươi vẫn làm chính mình là được rồi. Nếu như ngươi không nhìn, hiện tại ta nhất định sẽ rất tàn nhẫn và hung ác. Mặc dù lúc đầu hắn chỉ là không muốn dạy hư đứa nhỏ, phải cố gắng làm một tấm gương tốt cho nàng. Nhưng cuối cùng lại chứng tỏ nó dường như không hề có tác dụng gì cả, nhưng từ việc đó hắn lại nhận được rất nhiều lợi ích. Dưới ánh sáng của hắc nhật, băng nguyên mênh mông bị một ngọn núi lớn cắt ngang, gió mạnh gào thét xuyên qua hẻm núi, ở trong đó có một tòa pháo đài, đối lập với tòa Hắc Vân Thành từ phía xa xa kia. Nhưng so với thiết kế tinh xảo của Hắc Vân Thành, nơi này có vẻ rất gồ ghề và sơ sài. Hơn nữa, vào lúc này, ở bên trong của pháo đài, xác chết nằm ngổn ngang khắp nơi, máu chảy thành sông. Tiếng la hét thê thảm liên tục không ngừng, tiếng vọng ở bên trong hẻm núi vang lên không ngớt. Từng vết đao đầy đáng sợ nhằng nhịt khắp nơi, dường như bao phủ kín hết từng cái ngóc ngách của pháo đài. Cách đây không lâu, một nữ tử dẫn theo một con dã thú có bộ lông đen đến đập phá pháo đài, đại khai sát giới. Ma tộc từ trước đến nay đều ở phe tấn công, ở nơi đây lại nằm sâu trong lãnh thổ của ma vực, cho nên đối với việc phòng ngự cũng không quá coi trọng. Đương nhiên, sẽ không có đại trận bảo vệ nào giống như Hắc Vân Lôi Hồng Trận. Mặc dù có một đại quân đóng giữ ở đây, nhưng nếu muốn bố trí thành quân trận phải cần có thời gian. Cho nên căn bản sẽ không phản ứng kịp khi bị tấn công bất ngờ, đầu của ma hoàng bị một đao cắt đứt ra làm đôi khi đang trấn thủ ở nơi đây. Đồ ăn hại, tất cả đều là một lũ ăn hại. Một con cự thú hung dữ, trên người thì chi chít vết sẹo gầm lên đầy giận dữ và dẫm đạp lên vô số ma tộc không kịp ẩn náu thành một bãi thịt nát. Một lúc lâu sau đó, vừa thở hổn hển hóa thành một người nam tử xấu xí và hung dữ, một vết máu cực kỳ nổi bật kéo dài từ ấn đường trên trán của hắn, kéo dài thẳng xuống dưới hông. Trong mắt hắn vẫn hiện lên vẻ sợ hãi, nếu như không phải là ở lãnh thổ của ma vực, mà là ở phía trước của chiến trường hoặc là ở phía bên dưới của Hắc Vân Thành, hắn sớm đã bị một đao kia giết chết rồi. Cũng may là hắn đã lập tức ma hóa, dùng thân thể to lớn cứng rắn của mình để gánh chịu lấy thương tổn, trì hoãn thời gian. Kéo dài cho đến khi nữ tử kia bị hao tổn hết nhuệ khí và chủ động rút lui thì mới có thể bảo vệ được mạng sống. Cho dù như vậy, vẫn bị cưỡng ép phải ma hóa gần như hoàn toàn, trở thành một con ma thú đầy điên loạn. Sau một hồi dựa vào việc giết hại để giải tỏa, ma tâm đầy cuồng bạo mới được xoa dịu một cách qua loa. Hắn nghiến răng nghiến lợi, oán hận nói, Triều Thiên Kiêu. Hàng ngàn hàng vạn hình phạt tàn khốc hiện lên ở trong tâm trí, vô số cảnh tượng tra tấn, dấy lên một luồng ham muốn bạo ngược. Nhưng mà cung điện ma hoàng của hắn đã trở thành một đống đổ nát, đồng thời hầu hết ma nữ được dâng lên để cho hắn hưởng lạc đều đã bị đè chết ở bên trong. Con ngươi màu đen liếc một vòng, tùy ý tóm lấy một con ma thú nữ, rồi kẹp nó ở dưới thân. Con ma thú giãy giụa, đau khổ gào thét, những con ma tộc đầy dũng cảm cũng tiến lại gần để gieo hò giúp vui, không ngừng khen ngợi sự mạnh mẽ của hắn. Chỉ một lúc sau, ba tầng bên trong và ba tầng bên ngoài đều đã bị bao vây, tiếng gầm cao thấp nối tiếp nhau, vang vọng ở bên trong của hẻm núi, lấn át đi tiếng la hét đầy thảm thiết, vậy mà lại khôi phục được một chút sĩ khí. Sự kỳ quái, lạ lùng của ma vực và sự méo mó điên cuồng của ma tộc luôn luôn vượt quá sức tưởng tượng của người ngoài. Đúng vào lúc này, hắc nhật ở bên trên bầu trời đột nhiên sáng bừng lên, chiếu xuống một tia ánh sáng màu đen về phía băng nguyên xa xa, kéo dài trong một khoảng thời gian không lâu. Tất cả người và thú đều ngẩng đầu nhìn lên, cho dù không phải ai cũng đã từng nghe truyền thuyết về hắc nhật ma tâm, nhưng tất cả đều nhìn một cách ngây dại. Có một luồng thôi thúc đầy mãnh liệt, muốn đi đến nơi mà ánh sáng kia đang chiếu xuống. Đặc biệt là tên ma hoàng đang làm ma thú có tràn đầy năng lượng kia, hắn đã từng nghe qua truyền thuyết về hắc nhật ma tâm rồi, cảm thấy có một sự mê hoặc đầy mãnh liệt. Thiên mệnh chi tử khi ở trong ma vực thì được gọi là ma chủng, sự ra đời của mỗi một loại ma chủng đều khiến cho ma tộc ở gần đó sẽ phải sát phạt và tranh giành lẫn nhau, đồng thời hắc nhật ma tâm cũng đủ để khiến cho toàn bộ ma vực phải điên cuồng. Các bạn đang nghe truyện Đại Thánh Truyện của tác giả Thuyết Mộng Giả tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 2479, dọn dẹp sạch sẽ. Vẫn còn có một cách lý giải khác về ma trong ma, đó chính là ma chủng ở bên trong ma chủng, ai có thể nuốt chửng viên ma chủng này, sẽ có thể trở thành vị ma thần thứ 13,
hoặc thậm chí là thống trị cả ma vực, làm vua của ma thần. Đây là cơ hội trời cho. Không có ma hoàng nào khác quen thuộc hơn so với hắn, cho dù nhìn thấy cảnh tượng Hắc Nhật trụy lạc ở những nơi khác trong ma vực, cũng khó có thể phân biệt ra được Hắc Nhật đang rụng rơi ở nơi đâu. Lẽ nào là sau cơn mưa trời lại sáng sao? Nếu như không phải là bị một đao kia của Triều Thiên Kiêu quấy nhiễu, khiến hắn sợ hãi, có lẽ hắn bây giờ e là đã không nhịn được mà xông tới rồi. Đúng vào lúc hắn sắp không thể kiên nhẫn nổi được nữa, một giọng nói lạnh nhạt mà uy nghiêm vang lên. Đồ Vạn Thành. Một viên đá trong suốt hình thoi màu đen chậm chậm bay lên từ bên trong đống đổ nát, trôi nổi ở giữa hẻm núi, ở trong đó phản chiếu một khuôn mặt nhợt nhạt, không có ngũ quan. Tà thần Vô Diện đại nhân, ngài có gì cần sai bảo sao? Ma hoàng bỗng nhiên trở nên khiêm tốn, vẻ mặt tràn đầy sự nịnh hót, giống như một tên ma tộc vô cùng rẻ mạt. Tà thần Vô Diện hoàn toàn không để ý chút nào tới pháo đài đầy lộn xộn này, chỉ hỏi một câu, ngươi có nhìn thấy không? Vâng. Ma hoàng toàn thân run rẩy. Hãy dọn dẹp nơi này thật sạch sẽ, đừng có đi tiết lộ tin tức đấy. Ngươi, đừng có mà hành động lung tung. Vâng. Ma hoàng toát mồ hôi lạnh, hắn hiểu rõ ý nghĩa của việc dọn dẹp sạch sẽ là gì. Là để phòng ngừa việc tin tức bị dò dỉ, tất cả các ma tộc nhìn thấy vị trí của Hắc Nhật trụy lạc đều sẽ phải chết. Tòa pháo đài này có khoảng 20 vạn ma tộc đại quân đóng quân, ở trong đó có vài vị ma đế và mấy chục vị ma vương, bọn họ trông cũng giống những con cự thú. Cuộc tập kích đầy mạo hiểm lần này của Triều Thiên Kiêu, mục tiêu chủ yếu là ám sát ma hoàng Đồ Vạn Thành, gây nên sát thương thực ra cũng rất nhỏ bé. Bởi vì hiện giờ đang có mệnh lệnh, sẽ phải bị tiêu diệt sạch sẽ, hơn nữa còn phải là đích thân chủ soái động thủ nữa. Vẻ mặt của mấy vị ma đế thay đổi mạnh mẽ, thúc giục tâm ma, chạy trốn bằng tất cả sức mạnh của mình. Các ma vương cũng dồn dập hóa thành ma, lợi dụng lúc hỗn loạn mà tháo chạy tứ tán. Hầu hết đều hướng về phía mà Hắc Nhật đang rơi xuống. Trước khi Đồ Vạn Thành kịp ra tay, ma tâm của tất cả các ma đế và ma vương đều cùng nhau nổ tung. Rầm 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 rầm. Giống như một loạt tia sấm sét nổ tung, trực tiếp giết chết hơn vạn ma tộc, hẻm núi hai bên đều bị sụp đổ thành từng mảnh lớn, pháo đài đã hoàn toàn biến thành một đống đổ nát. Tà thần Vô Diện hời hợt nói, việc còn lại giao cho ngươi đó. Hãy suy nghĩ cho rõ ràng, đồng thời đừng có mà hành động lung tung đấy. Đồ Vạn Thành toàn thân run cầm cập, trong lòng biết mình vẫn còn chưa bị thanh trừ, tuyệt đối không phải chỉ vì hắn là ma hoàng, mà là coi trọng kinh nghiệm của bản thân ở vùng chiến khu này, đặc biệt là hiểu rõ được tình hình ở Hắc Vân Thành kia. Lại cảm thấy phấn khích một hồi, lần này Hắc Vân Thành chạy trời cũng không khỏi nắng, nói không chừng thật sự sẽ có cơ hội thực hiện được những tưởng tượng đó. Tóm lấy ả Triều Thiên Kiêu hèn hạ kia, khiến cho nàng muốn sống không được mà muốn chết cũng không xong. Nghĩ đến đây, Đồ Vạn Thành lại một lần nữa hóa thành một con cự thú, tiếng gào thét lại vang lên một lần nữa. Tà thần Vô Diện im lặng nhìn chăm chú vào tất cả những thứ này. Tiện nhân, chó đẻ, người nam tử nổi điên mắng nhiếc bằng những lời lẽ ác độc nhất, tiểu tử ngốc. Giọng của người phụ nữ nhẹ nhàng yêu kiều, tựa như đang vuốt nhẹ khuôn mặt của người nam tử, ngươi cho rằng ta không biết ngươi đang suy nghĩ cái gì sao? Ta chính là con giun ở trong bụng của ngươi. Nếu ngươi muốn vượt qua ranh giới của ma vực để trở về nhân gian đạo, tốt nhất là đi qua Hắc Vân Thành kia, rồi trực tiếp trở về Vạn Tượng Tông đi. Để cho ta trở về, nếu không ta sẽ cùng ngươi đi đến chỗ chết. Giọng nói của người nam tử bỗng chốc trở nên lạnh lùng, đây tuyệt đối không chỉ là sự uy hiếp. Được rồi, ngươi muốn đi thì cứ đi đi. Chúng ta đồng lòng cùng chung mục đích, không phân biệt bên nọ với bên kia, ta làm sao có thể làm khó ngươi được chứ? Người phụ nữ ngoan ngoãn nói, đúng lúc ta giết chết mấy vị đệ tử của Vạn Tượng Tông, để cho ngươi tưởng niệm cũng tốt. Ta tuyệt đối sẽ không bao giờ để cho ngươi đạt được ý nguyện đâu. Giọng nói của người nam tử đầy kiên quyết, nhưng lại có chút sợ hãi. Ngươi có thể cản được sao? Tiện nhân! Chó đẻ! Ha 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 ha! Hê 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 hê! Hi 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 hi! Luồn gió lớn ở trên cánh đồng hoang vắng cuốn sạch hết màu đen u tối đi, một bóng người từ phía đường chân trời chậm rãi bước tới, chiếc áo choàng rách nát dệt bằng sợi đay có màu xám cho tung bay trong gió, chỉ lộ ra một nửa khuôn mặt ở bên dưới mũ trùm đầu, không ngừng tự lẩm bẩm một mình. Sử dụng hai loại giọng nói, sử dụng hai biểu cảm, một nam và một nữ. Chương 2480, Tiện nhân.
Cũng giống như việc bản thân chơi cờ với chính mình, tất cả các kế sách và mưu lược đều sẽ được kết hợp lại với nhau, khắc chế và liên tục nâng cấp. Cuối cùng kết thành bế tắc, rơi vào tình trạng hỗn loạn một cách hoàn toàn và trở thành chứng cuồng loạn chỉ bới lung tung. Người nam tử thì đang trong cơn thịnh nộ cao ngất, trong đó thì người phụ nữ thì lại đang vô cùng thích thú. Nhất định phải tách rời ra, cho dù chỉ là dương thần, cho dù có phải đem long thân lưu lại này đưa cho tiện nhân này đi chăng nữa. Suy nghĩ của người nam tử giống như một người chồng gần như điên cuồng vì bị vợ hành hạ. Sẵn sàng tay trắng ra đi khỏi nhà thì cũng phải ly hôn, thậm chí ngay cả ý nghĩ trả thù gần như cũng đã bị phai mờ. Ngươi trốn không thoát đâu, trốn không thoát đâu, trốn không thoát đâu. Người phụ nữ liên tục nói đi nói lại, giống như một người vợ ngập tràn đầy oán hận, đang vui sướng tận hưởng niềm khoái cảm trả thù và cảm thấy niềm vui thích to lớn mà từ trước đến nay chưa từng có. Với lại không chỉ là vì sức mạnh, người nam tử đã từng đưa ra vô số loại phương pháp để thỏa hiệp điều hòa lại. Có thể đôi bên đều có lợi giống như nhau, hơn nữa quả thực là không có tồn tại bất kỳ âm mưu nào cả. Suy cho cùng thì bọn họ cũng không có cách nào có thể lừa dối lẫn nhau được, ở bên trong của loại tình trạng méo mó này tồn tại sự nguy hiểm vô cùng to lớn. Điều này đối với nàng mà nói cũng là như vậy. Nhưng nàng muốn giả vờ đồng ý với hắn một chút thôi cũng không thể làm được. Đây là người thuê nhà duy nhất ở trong địa ngục của nàng, làm sao có thể để cho hắn đi được chứ, dù cho có chết cùng nhau đi chăng nữa. Đột nhiên hắn dừng lại, ngẩng đầu lên, lộ ra một khuôn mặt tuấn tú dịu dàng, khuôn mặt khó có thể phân biệt được là nam hay là nữ, ở trên trán có khảm nạm một hình thoi. Bảy sắc cầu vồng ở trong đó lưu chuyển, chiếu rọi lên trên bầu trời, một vệt sáng đen từ trên trời giáng xuống, biến mất ở tận cùng của cánh đồng hoang vu. Đó hình như là hướng đi của Hắc Vân Thành. Người nam tử vô cùng kinh ngạc, dường như ở chợ phiên của ma tộc nào đó, đã từng nghe qua truyền thuyết tương tự như vậy rồi. Nàng sẽ ở nơi đó sao? Người phụ nữ lẩm bẩm một mình, có lẽ đây mới chính là nguyên do thực sự khiến cho nàng có thể mặc kệ để hắn đi đến Hắc Vân Thành. Người phụ nữ thấp hèn như ngươi, muốn chết như vậy phải không? Ha ha, nếu mà ta chết, thì ngươi cũng không thể sống nổi đâu. Sau đó lại xuất hiện thêm một vòng cãi vã mới, treo lơ lửng ở trên lưng quần của bọn họ. Tiên khí kiếm đã đứng ở bên ngoài quan sát tất cả những điều này, từ trước đến nay chưa bao giờ cảm thấy bản thân trải qua bình thường như vậy, không khỏi có chút nhớ nhung vị chủ nhân trước, cho dù nàng cũng đã bỏ rơi chính bản thân mình. Nhưng hắn không hề trách nàng một chút nào, bởi vì hắn biết đó không phải là do căm hận và chán ghét mà vứt bỏ, mà chỉ là sự phán đoán lấy hay bỏ hoàn toàn là do lý tính. Tuy nhiên, đem bản thân mình ném cho một kẻ điên như vậy thì đó là lỗi của nàng. Lý Thanh Sơn vẫn không biết bản thân mình đã gây ra động tĩnh lớn như thế nào, hắn đã từng đọc rất nhiều tư liệu. Biết rằng ở bên trong ma vực có rất nhiều ma chủng, hơn nữa đa số đều chết yểu khi vừa mới sinh ra. Lại chơi đùa một chút với viên pha lê màu đen kia, sau đó đặt nó vào trong tu di giới chỉ. Chẳng trách lũ ma tộc cứ điên cuồng tranh giành nhau thứ đồ chơi này, lợi ích quả thực quá lớn. Mà viên hắc nhật ma tâm của ta cũng sẽ không bị người khác cướp đoạt đi. Vậy thì không còn gì tốt hơn nữa rồi, tới một người ta thì sẽ giết một người, đều làm khẩu phần ăn cho Tiểu An. Mặc dù không biết một chút gì về truyền thuyết của ma vực, dựa vào cảnh tượng mà ma tâm ngưng tụ hay là thiên ý ở trong bóng tối, nó vẫn được mệnh danh là hắc nhật. Tuy nhiên, hắn không bao giờ nghĩ được cảnh tượng hắc nhật trụy lạc lại có thể được nhìn thấy được ở trong toàn bộ ma vực vô biên và rộng lớn. Đồng thời những ma tộc muốn có được hắc nhật ma tâm còn bao gồm cả 12 vị ma thần kia nữa. Sở dĩ đám ma thần không đi tới giết bọn họ ngay lập tức, một mặt là vì bọn họ muốn đối kháng với vô dục thiên cung, không dám có những hành động thiếu suy nghĩ, nhưng điều quan trọng hơn lại là nỗi lo phát sinh ra tranh chấp nội bộ. Bản tính hỗn loạn và gian ác khiến cho bọn họ khó đạt được tính nhất trí, trước những lợi ích và mối đe dọa chung, họ bất đắc dĩ phải kết thành đồng minh. Các bạn vừa nghe xong tập 248 của bộ truyện Đại Thánh Truyện của tác giả Thuyết Mộng Giả tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Nếu bạn không muốn gián đoạn bởi quảng cáo của YouTube khi nghe thì có thể truy cập trực tiếp website truyệnđọcviệt.com để thưởng thức bộ truyện. Đường link truy cập mình để ở phần mô tả. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.